Mỗi ngày, cả nước đang ghi nhận hàng chục ngàn ca mắc COVID-19 mới. Hầu hết các địa phương đều đang áp dụng cách ly điều trị F0 tại nhà. Nếu không may trở thành F0, ngoài thông tin về thuốc điều trị, thời gian cách ly, bạn cũng cần nắm được các quyền lợi để không bỏ lỡ 4 khoản tiền sau đây. Thứ nhất là khoản hỗ trợ lên đến 3 triệu đồng dành cho F0 đến từ phía công đoàn. Theo đó, đoàn viên, người lao động là F0 không vi phạm quy định về phòng chống dịch sẽ được công đoàn hỗ trợ như sau. Người có triệu chứng bệnh nặng phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế có giấy xác nhận của cơ quan y tế được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng một người. Trường hợp F0 điều trị tại nhà từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế dưới 21 ngày có xác nhận của cơ quan y tế sẽ được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng một người. Về nguyên tắc, mỗi trường hợp F0 chỉ được nhận hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính. Thủ tục nhận tiền hỗ trợ sẽ do công đoàn từng địa phương hướng dẫn cụ thể. Đơn cử như Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này hướng dẫn như sau. Nếu thuộc trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện, cơ sở y tế, F0 nộp bản photo giấy ra viện hoặc hồ sơ bệnh án, trong đó phải thể hiện số ngày đã điều trị nội trú hoặc ngày vào viện và ngày ra viện. Trường hợp F0 điều trị tại nhà thì bạn cần chuẩn bị bản photo giấy hoàn thành cách ly y tế hoặc văn bản cách ly y tế do cấp có thẩm quyền cấp, trong đó có thể hiện số ngày cách ly. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ là công đoàn cơ sở hoặc doanh nghiệp nếu doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở. Khoản tiền thứ hai mà F0 cần nắm được chính là tiền bảo hiểm của chế độ ốm đau. Theo quy định, người lao động bị nhiễm COVID-19 phải nghỉ việc, có xác nhận của cơ sở y tế sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Mỗi năm, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết tối đa số ngày hưởng chế độ như sau. Trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường, bạn sẽ được nghỉ 30 ngày nếu đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. Trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 đến dưới 30 năm thì được nghỉ tối đa 40 ngày. Còn nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm thì được nghỉ tối đa 60 ngày. Trường hợp làm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau sẽ dài hơn với tối đa 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. Trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 đến dưới 30 năm được nghỉ tối đa 50 ngày. Số ngày nghỉ sẽ lên đến 70 ngày nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Trong thời gian nghỉ chế độ ốm đau, mỗi ngày, F0 sẽ được nhận số tiền bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 24 ngày. Ví dụ, tiền lương đóng bảo hiểm của bạn là 10 triệu đồng một tháng. Bạn phải nghỉ việc 20 ngày để điều trị COVID-19. Số tiền bảo hiểm mà bạn nhận được sẽ được tính như sau. Mức hưởng bằng 75% nhân 10 triệu đồng, chia cho 24 nhân cho 20 ngày, bằng 6 triệu 250.000 đồng. Để nhận tiền ốm đau, F0 cần phải chuẩn bị bản chính hoặc bản sao giấy ra viện nếu điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu điều trị ngoại trú. Sau đó chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng. 3. Tiền dưỡng sức sau khi điều trị COVID. Sau khi khỏi COVID, trong vòng 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe vẫn chưa hồi phục, thì bạn còn được nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Số ngày nghỉ chế độ này sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, nhưng chỉ giới hạn tối đa là 5 ngày một năm. Mỗi ngày nghỉ, người lao động được nhận 30% mức lương cơ sở. Hiện nay, tương đương với 447.000 đồng một ngày. Theo đó, nếu được giải quyết nghỉ tối đa 5 ngày, bạn sẽ nhận được tổng số tiền là 2 triệu 235.000 đồng. 4. Tiền lương do doanh nghiệp chi trả. Nếu vẫn còn ngày nghỉ phép năm, thì bạn có thể đề nghị doanh nghiệp trừ thời gian nghỉ điều trị COVID-19 vào số ngày phép. Nhờ đó, trong những ngày nghỉ điều trị, bạn sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động từ người sử dụng lao động. Hiện nay, nếu làm đủ năm, mỗi người sẽ có số ngày phép như sau. 12 ngày làm việc nếu làm việc trong điều kiện bình thường. 14 ngày làm việc cho những người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp làm chưa đủ năm, số ngày phép sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trên đây là 4 khoản tiền mà mỗi người lao động là F0 cần tận dụng để không bị thiệt mất quyền lợi. Và để không bỏ lỡ những chính sách pháp luật hữu ích, chần chờ gì mà không đăng ký ngay kênh của Luật Việt Nam để nhận thêm nhiều video bổ ích khác.